Chào các bạn, ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các thao tác cần thực hiện ở trên Smart Pro thì khi mình lấy dữ liệu từ Nibot à, để mà cái sao cái dữ liệu nó giống y chang giống như là mình nhập liệu chẳng hạn thì khi mà mình kết xuất dữ liệu từ Nibot thì thực tế là cái cấu trúc của cái Nibot đã tương thích với Smart Pro hoàn toàn nên khi mình kết xuất vào thì mình chỉ cần thực hiện một số thao tác nhỏ trên Nibot là giống như là tên Smart Pro giống như là sắp xếp lại cái thứ tự ngày tháng năm đánh lại ID chứng từ tạo các bước toán thuế giá vốn tự động hoặc là có thể đánh lại số chứng từ để cái số chứng từ tăng liên tục cho mình. thì ngoài ra thì trong trường hợp mà các bạn bổ sung dữ liệu từ Excel vào thì cái việc à, các thao tác làm cũng tương tự nhưng mà thông thường nếu mà mình copy file Excel á thì thường mình sẽ thiếu một số cái trường dữ liệu hoặc là trường chính mình không có nắm được hết á thì cái dữ liệu của mình nó sẽ bị thiếu sót mà không có đầy đủ đối với giống như trường hợp mình nhập liệu thì trong ví dụ này mình sẽ lấy một cái dữ liệu trực tiếp từ ứng dụng Nibot là đầu ra chẳng hạn thì mình sẽ vào trang Nibot. Sau đó mình chọn thao tác kết xuất dữ liệu Excel. Mình chọn tải file Excel kết quả. Sau đó mình lưu vào một cái trường lưu ở cái màn hình desktop hoặc là một cái thư mục lưu dữ liệu để bổ sung vào phần mềm Smart Pro. Sau khi mình lưu xong thì mình sẽ vào cái phần mềm kế toán Smart Pro. Mai ví dụ chẳng hạn trường hợp này mình sẽ xóa hết cái dữ liệu trống của bạn này nha. Rồi, ví dụ dữ liệu trường này là trống Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bổ sung dữ liệu từ ứng dụng Nebot Mình sẽ dùng là phím F8 F Xong nhấn Enter Sau đó mình chọn file nguồn Ví dụ mình chọn từ Nebot Chọn Excel file Sau đó mình chọn cái phần mình cần bổ sung vào Bây giờ chẳng hạn trường hợp này mình sẽ lấy bán ra rồi mình nhấn click oxit để xem sheet nào có dữ liệu Mình chọn sheet có dữ liệu Sau đó mình nhấn chế độ là bổ sung Nhấn yes. Bởi vì Nibot đã được thiết kế toàn bộ cấu trúc cột các bảng của, của, của Nibot Khớp với cái phần mềm Smart Pro rồi Thì khi mình bổ sung vào thì cái dữ liệu nó sẽ tự động đi vào các cột tương ứng rồi, thì thông thường trong trường hợp này khi mình đẩy vào bởi vì cái diễn giải của nhiều chứng từ khác nhau á, thì nên ứng dụng Nibot sẽ không có bốc diễn giải. Mà thông qua khi mà mình bổ sung dữ liệu vào thì mình cũng có thể dùng cái thao tác thay thế nhanh là F84 để thay thế nhanh chẳng hạn đi là bán hàng chẳng hạn. Ví dụ mình lọc đầu ra. Rồi, Z. Yeah. Rồi, thì khi mà mình đẩy vào cái dữ liệu dòng gốc nhưng mà ở trên các phần dữ liệu này mình sẽ thấy thiếu những cái trường giống như là khi mà mình nhập hóa đơn bán ra thì thường sẽ có dòng phiếu xuất kho và giá trị gia tăng. Thì các bước mình sẽ thực hiện như sau đầu tiên mình sẽ sắp xếp thứ tự của ngày tháng trước để cho cái uh, thứ tự tăng dần với lại đầu tiên để sắp xếp chứng từ thì mình có thể vào hệ thống danh mục các loại chứng từ đối với trường hợp mình import đầu ra thì mình có thể di chuyển đến cột là kiểu chứng từ trước rồi mình sẽ lọc cái kiểu chứng từ hóa đơn ban ra để mình chọn là khai cái phiếu xuất kho tương ứng với phiếu trong trường hợp mà mình có sử dụng nhiều cái loại hóa đơn bán ra trên cái phần mềm kế toán smart pro rồi ví dụ như đây thì mình sẽ có những cái chứng từ là hóa đơn bán ra. Rồi những hai chứng từ bên dưới thì sẽ không cần phiếu xuất kho. Rồi ví dụ như là F6 phiếu xuất kho của hóa đơn bán ra. Rồi ví dụ trường hợp này mình sẽ tương ứng với hóa đơn là <laughs> hóa đơn là phiếu xuất kho. Giả sử mình có những cái trường hợp phiếu xuất kho khác là mình có thể đặt là phiếu xuất kho 1 hoặc phiếu xuất kho 2 tương ứng với cái việc mà khi mà sinh ra tự động thì nó sẽ lại lấy kiểu chứng từ có tài khoản cái loại chứng từ cho cái tài phiếu xuất kho. Sau khi mình đã đánh được cái ID các thứ rồi thì mình sẽ vào mục C công cụ tiện ích. À, mình chú ý là khi khai phiếu xuất kho thì mình được không được khai trùng một phiếu nha. Thì khi mà mình đánh lại ID hoặc là sắp xếp á, thì phần mềm sẽ báo lỗi. Rồi sau khi mà mình đánh được vào mình vào C công cụ tiện ích chọn mục 12 sắp xếp sổ chứng từ gốc Đầu tiên mình sẽ chọn sắp xếp nhanh để theo thứ tự ngày tháng trước Tiếp theo mình sẽ chọn là sắp xếp lại ID chứng từ Bởi vì ID chứng từ khi mình đẩy vào nó đang để không thì mình có thể xóa và đánh lại ID chứng từ Rồi phiếu xuất kho của hóa đơn bán ra khai báo trùng Thì bây giờ mình kiểm tra lại nha Rồi F6 Kiểu chứng từ Rồi, Phiếu xuất kho, đây mình khai nha, mình khai trùng thì ứng dụng phần mềm Smart sẽ báo lỗi nha, mình sẽ tạo nó khác nhau đây. Đó, mình chỉ cần lọc là kiểu chứng từ là hóa đơn bán ra, sau đó mình lọc cái phiếu mình khai phiếu xuất kho tương ứng cho từng cái chứng từ đó. Sau rồi mình mới vào C công cụ tiện ích 12 sắp xếp, chọn sắp xếp ID chứng từ cho ID chứng từ và đánh số lại nhân Z. Thì lúc này thì phần mềm cũng sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự từ ngày nhỏ đến ngày lớn và đánh lại ID chứng từ cho mình. Sau đó, nhưng mà thông thường khi mình nhập thì nó sẽ thiếu dòng thuế và dòng giá vốn thì mình sẽ tiến hành tạo lại bút toán thuế và giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng và giá vốn thì mình cũng sẽ vào văn hệ C, công cụ tiện ích. Chọn vào phần là tạo lại bút toán giá vốn và thuế giá trị gia tăng. Thì trong trường hợp này mình đẩy dữ liệu vào tháng 12, mình chọn tháng 12 mình sẽ chọn một lúc là bút toán giá vốn thuế đầu ra. Trong trường hợp mình có đẩy hóa đơn đầu vào, mình có thể trích vào tùy chọn thuế đầu vào luôn. Sau đó mình chọn nhấn xử lý. Thì lúc này phần mềm sẽ tự động tạo ra các, các bút toán thuế và bút toán giá vốn tương ứng. Này, ví dụ mình vào sổ chứng từ gốc. Rồi, ví dụ các bút toán này, ví dụ mình sẽ lọc là 632. Đây, thì những cái bút toán này được sinh ra hoàn toàn tự động theo cái cơ chế các cái mã hóa, cái mã cột trên nibot e đã có sẵn. Rồi, tài khoản thuế là 33311. Rồi, thì thông thường khi mà mình làm xong thì đối với những cái chứng từ liên quan đến cái đầu vào phía nhập kho, phiếu chi, phiếu kế toán thì mình có thể đánh lại số chứng từ. Còn riêng đối với chứng từ hóa đơn bán ra thì mình không nên đánh lại bởi vì nó sẽ đi kèm trong phiếu xuất kho. Mục đích để là mình sẽ lấy bằng số hóa đơn để sau này tiện công việc kiểm tra. Thì đối với trường hợp phiếu nhập kho mà mình cần đánh lại thì mình có thể vào phần E xử lý cuối tháng. Tab thứ hai in chứng từ. Chọn đánh số chứng từ tự động. 1 đến tháng 12 và mình chọn là phiếu nhập kho chẳng hạn. Sau đó mình chọn kiểu là đánh số chứng từ theo tháng hay theo năm. Hoặc là chọn kiểu đánh chứng từ thì mình có thể đánh là đánh theo số hóa đơn hoặc đánh theo số chứng từ. riêng trường hợp mình không nên chọn đánh theo ngày nha, bởi vì mỗi ngày nó một phiếu thì nó sẽ sai cái à, các cái chứng từ của mình. Mình chỉ chọn một hoặc hai ở trên này thôi sau đó mình nhấn OK thì sau cái thao tác là đánh lại số chứng từ này thì số nó sẽ tự động tăng liên tục cho mình luôn thì hoàn toàn là khi mình mình đẩy dữ liệu từ Nibot vào á bằng một vài thao tác xử lý trên phần mềm kế toán Smart Pro thì dữ liệu nó sẽ giống hoàn toàn giống như mình nhập liệu luôn rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video có vấn đề cần hỗ trợ kỹ thuật thì các bạn vui lòng gọi đến số là 1900 636 507